Trời mưa cũng không thể ngăn cổ động viên câu lạc bộ Quảng Nam đổ về lấp kín sân Tam Kỳ và tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt từ trước khi trận đấu bắt đầu cả tiếng đồng hồ. Dù đội bóng không còn nắm quyền tự quyết, tất cả vẫn tin tưởng vào một cái kết đẹp. Em thấy mùa giải này câu lạc bộ Quảng Nam thi đấu như thế nào? Dạ, tôi thấy năm nay thì Quảng Nam có một thế trận rất là tốt, vừa ở sân nhà và vừa ở sân khách. Thì em hy vọng mà mùa giải năm nay Quảng Nam sẽ mất định. Là một đội bóng không sở hữu lực lượng mạnh, nhưng câu lạc bộ Quảng Nam đã có một mùa giải tuyệt vời. Điều đó khiến các cổ động viên vô cùng tự hào. Mùa giải này em nghĩ Quảng Nam thật sự là rất là cố gắng. Trong những vòng nước rút thì chúng ta đã có những chiến thắng liên hoàn và đã rất là có thành tích cao. Và bây giờ đang ở một cái ngôi vị rất là sáng giá trong cái mùa giải này. Cho nên em rất là hy vọng. Một trong những người tạo nên niềm tự hào này chính là huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc. Người đã có mùa giải thứ 3 dẫn dắt đội bóng. Một tấm ảnh lớn được các cổ động viên chuẩn bị để thể hiện lòng biết ơn với những đóng góp của ông. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc thì em thật sự rất là tôn trọng và ngưỡng mộ, tại vì thầy rất là có những chiến lược và đối với học trò của mình thầy rất là nhiệt huyết. Tôi thấy huấn luyện viên Hoàng Phúc thì một huấn luyện viên rất chuẩn chạc và coi như rất có những cái điều chỉnh rất hay trong các trận đấu và đem lại kết quả thắng lợi cho đội Quảng Nam chúng tôi. Chức vô địch của câu lạc bộ Quảng Nam mùa này khiến nhiều người ví von. Nó chẳng khác gì câu chuyện cổ tích mà Leicester City đã từng viết nên tại giải Ngoại hạng Anh hai mùa trước. Và chắc hẳn còn lâu nữa mới có một đội bóng khác lặp lại được kỳ tích này. Thật tuyệt vời và thật khó tin, thưa quý vị. Trước khi mùa giải này diễn ra thì không ai dám nghĩ câu lạc bộ Quảng Nam có thể vô địch mùa giải năm nay. Nhưng sự thật khó tin đó đã hiện diện hôm nay ở sân vận động Tam Kỳ của tỉnh Quảng Nam. Câu lạc bộ Quảng Nam đã chính thức trở thành nhà tân vô địch của giải vô địch quốc gia mùa giải 2017. Xin chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.